À, xin chào anh em, hôm nay có một khách hàng của mình gửi video cho mình xem này. Họ thả được rất là nhiều lươn luôn. Đây là thả 10 ống 60 các bạn nhé. Mà ở trong Đồng Nai với Bình Phước lươn nó to các bạn. Đây, đây là kết quả ngày hôm nay của ông tên là gì? Quên tên rồi. Lạng lên 1 ký. Đấy. Các bạn thấy không? Rất là cao thủ luôn. Đấy. Nên ai lấy hàng của mình là hầu như ai cũng được thả được nhiều lươn các bạn. Đấy. Rồi. Đây là mình cắt ghép những cái video mà khách gửi về cho mình. Đây, các bạn xem hết video nhé các bạn. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, chào các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.